Chào các em. Chúng ta cùng nhau ôn tập một số kiến thức giữa học kỳ 1, môn khoa học tự nhiên lớp 6 nha. Nội dung ôn tập, các em sẽ nhắc lại các kiến thức trong phần mở đầu, chủ đề 1, 2, 3, 4 và từ các kiến thức đó vận dụng giải một số bài tập. Phần mở đầu, các em nhớ lại khoa học tự nhiên nghiên cứu về vấn đề gì, vai trò của khoa học tự nhiên và các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học tự nhiên. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Cô giới thiệu lại một số ký hiệu cảnh báo trong phòng thực hành. Một số biển cấm và biển cảnh báo trong phòng thực hành. Các quy định an toàn trong phòng thực hành. Kính lúp và kính hiển vi quang học là hai dụng cụ mà các em dùng để quan sát các vật thể nhỏ. Kính lúp được sử dụng để quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường khó quan sát như các con côn trùng, con giun đất hoặc các tép bưởi. Kính hiển vi quang học được dùng để quan sát các vật thể nhỏ có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được như tế bào động thực vật hoặc các vi khuẩn. Vận dụng các kiến thức vừa rồi trả lời câu hỏi số 1. Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học? Các em nhớ lại, hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học. Vậy đáp án B, sản xuất phân bón hóa học là một hoạt động sản xuất, không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học. Câu 2. Hoạt động nào sau đây của con người không phải hoạt động nghiên cứu khoa học? Khoa học tự nhiên nghiên cứu các lĩnh vực như là vật lý học, sinh học, hóa học, khoa học trái đất và thiên văn học. Do đó đáp án A, nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc, không phải hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên. Biển báo ở hình bên cho chúng ta biết điều gì? Biển báo hình tam giác là biển cảnh báo. Đây là biển cảnh báo nguy hiểm về điện. Đáp án C. Câu số 4. Các biển báo trong hình 2.1 có ý nghĩa gì? Các biển báo trong hình 2.1 là biển báo hình tròn, có gạch chéo. Có nghĩa là đây là biển báo cấm thực hiện. Đáp án B. Câu số 5. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, ta nên thực hiện các nguyên tắc nào dưới đây? Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, các em chú ý thực hiện tất cả các nguyên tắc. Đọc kỹ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành. Chỉ làm thí nghiệm thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên. Thực hiện đúng nguyên tắc sử dụng hóa chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành. Chọn đáp án D, tất cả các ý trên. Câu tiếp theo. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, ta không nên thực hiện nguyên tắc nào dưới đây? Trong 4 câu này, thì các em sẽ chọn đáp án A. Khi làm thí nghiệm, có thể không dùng bao tay. Đây là một nguyên tắc không nên thực hiện. Kính lúp cầm tay có tác dụng gì khi quan sát các vật nhỏ? Ta chọn đáp án B. Kính lúp cầm tay có tác dụng là phóng to ảnh của các vật nhỏ để giúp ta dễ quan sát hơn. Khi quan sát tế bào thực vật, ta nên chọn loại kính nào? Đáp án D, sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát tế bào thực vật. Chủ đề tiếp theo các em cần nhớ là các phép đo. Khi đo các đại lượng như chiều dài, khối lượng, thời gian và nhiệt độ, ta dùng các dụng cụ đo cho phù hợp. Các bước đo, đầu tiên các em ước lượng đại lượng cần đo, chọn dụng cụ đo cho phù hợp, hiệu chỉnh dụng cụ đo, thực hiện phép đo và cuối cùng chúng ta đọc và ghi kết quả đo. Đơn vị đo chiều dài là mét, đơn vị đo khối lượng là kg, đơn vị đo thời gian là giây và đơn vị đo nhiệt độ là độ C với các dụng cụ đo tương ứng như sau.
Tiếp theo, ta nhớ lại cách xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo. Giới hạn đo là con số lớn nhất được ghi trên dụng cụ đo, còn độ chia nhỏ nhất là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp trên dụng cụ đo. Vậy ta xác định được liền, với kích thước này, giới hạn đo là 18 cm, còn độ chia nhỏ nhất là 0,25 cm, sẽ dựa vào cách tính như sau. Khi tính độ chia nhỏ nhất, các em sẽ lấy số lớn trừ số nhỏ chia cho số đoạn nhỏ giữa hai con số này. Câu hỏi vận dụng. Để đo số đo khi may quần áo, người thợ may phải sử dụng thước hợp lý là. Ta sẽ sử dụng thước dây đáp án B. Câu số 10. Loại đồng hồ phù hợp để đo thời gian một tiết học và thời gian đi từ nhà đến trường là. Đồng hồ phù hợp nhất đó là đồng hồ đeo tay đáp án B. Độ chia nhỏ nhất của thước là. Đáp án A, chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. Chọn câu đúng, 1 kg là. Em chọn đáp án C, khối lượng của một quả cân mẫu đặt tại Viện Đo Lường Quốc tế ở Pháp. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Chúng ta cùng phân tích đề. Đơn vị của khối lượng là gam. Đây là phát biểu đúng. Một tạ bằng 100 kg. Đúng. Cân luôn luôn có hai dĩa. Câu này chưa chính xác. Có những loại cân chỉ có một dĩa cân. Cân dùng để đo khối lượng của vật. Câu này đúng. Một tạ bông có khối lượng ít hơn một tạ sắt. Câu này sai. Vì một tạ bông phải có khối lượng bằng một tạ sắt. Vì đều có khối lượng là một tạ. Một tấn bằng 100 tạ. Phát biểu này sai. Một tấn sẽ bằng 10 tạ. Vậy số phát biểu đúng trong câu 13 này đó là 3 phát biểu đúng đáp án B. Nhiệt kế rượu dùng để làm gì? Nhiệt kế rượu tức là ở trong bầu đựng chất lỏng này chứa chất lỏng là rượu. Thì thông thường người ta sẽ sử dụng để đo nhiệt độ không khí đáp án D. Còn đo nhiệt độ rượu hoặc đo nhiệt độ thí nghiệm, ta có thể dùng nhiệt kế thủy ngân. Còn đo nhiệt độ cơ thể, ta sẽ sử dụng nhiệt kế y tế thủy ngân hoặc nhiệt kế hồng ngoại. Một xe chở mì, khi lên trạm cân, số chỉ là 3,3 tấn và sau khi đổ mì khỏi xe và cân lại thì sẽ có khối lượng là 340 kg. Hỏi khối lượng của mì là bao nhiêu kg? Đầu tiên, ta biết khối lượng xe chở mì là 3,3 tấn. Khối lượng xe là 340 kg. Vậy khối lượng mì sẽ là bao nhiêu kg? Ta làm phép tính trừ. Lấy khối lượng xe chở mì là 3,3 tấn đổi ra thành 3.300 kg. Trừ đi khối lượng xe là 340 kg. Vậy khối lượng mì sẽ là đáp án A, 2.960 kg. Nhiệt kế thủy ngân không thể đo được nhiệt độ nào? Các em biết là nhiệt kế thủy ngân có thể đo được nhiệt độ vào khoảng từ âm 30 độ C đến 350 độ C, do đó có thể đo được nhiệt độ của nước đá, nhiệt độ của các thí nghiệm cơ bản, nhiệt độ của cơ thể người, nhưng không thể đo được nhiệt độ của một lò luyện kim, vì nhiệt độ của một lò luyện kim lên tới hàng ngàn độ C. Khi đo độ dày của một vật, người ta dùng dụng cụ nào? Ta sẽ sử dụng dụng cụ ở đáp án A, thước. Còn đồng hồ được dùng để đo thời gian, ca đong để đo thể tích, còn nhiệt kế để đo nhiệt độ. Câu 18. Trước khi đo chiều dài của vật, ta thường ước lượng chiều dài của vật để làm gì? Ta ước lượng chiều dài của vật để ta lựa chọn thước đo cho phù hợp. Câu 19. Trong nhiệt dai Celsius, nước sôi ở nhiệt độ là bao nhiêu? Thì nhiệt dai Celsius chính là thang độ C của mình. Vậy, nước sôi ở 100 độ C. Vậy trong nhiệt dai Celsius, nước đá đang tan ở nhiệt độ bao nhiêu? Thì nước đá sẽ tan ở nhiệt độ 0 độ C. Câu 21.
Tại sao bảng chiêu độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34 độ C và trên 42 độ C? Ta biết là nhiệt kế y tế dùng để đo nhiệt độ cơ thể người nằm trong khoảng từ 35 độ C đến 42 độ C. Do đó ta chọn đáp án D. Câu 22. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì đáp án B. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100 độ C. Chính xác hơn đó là rượu sôi ở nhiệt độ 78,3 độ C, thấp hơn nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C, nên ta không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi. Khi đo thời gian đi của bà em trên một quãng đường dài 100 mét, em sẽ đo khoảng thời gian. Đáp án D, từ lúc bà xuất phát tới khi bà về đến đích. Các em nhớ là khi đo thời gian của một hoạt động nào đó, ta sẽ đo thời gian từ lúc xuất phát bắt đầu tới khi kết thúc hoạt động. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn qua chủ đề 2. Chúng ta tóm tắt chủ đề 2 bằng sơ đồ hình vẽ sau. Trong đó, các khái niệm trong sơ đồ là các em phải nắm rõ. Cô hướng dẫn cách đọc sơ đồ. Chết rất đa dạng. Ta có 3 thể cơ bản của chết, đó là rắn, lỏng, khí. Các quá trình chuyển thể của chết như là nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc. Mỗi chất có những tính chất nhất định, thể hiện ở tính chất vật lý và tính chất hóa học. Từ chất có thể tạo nên mọi vật thể, đó là các vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Các vật không sống là những vật không có đặc trưng sống, ta gọi là vật vô sinh, và những vật có đặc trưng sống, ta gọi là vật hữu sinh. Ta nhắc lại tính chất vật lý của chất, gồm thể rắn lỏng khí, màu mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng, tính tan trong nước hoặc tan trong chất lỏng khác, tính nóng chảy, sôi của một số chất, tính dẫn điện, dẫn nhiệt. Còn tính chất hóa học là khả năng biến đổi thành chất khác, có thể như là bị phân hủy, bị đốt cháy. Vận dụng vào bài tập, những phát biểu nào sau đây mô tả tính chất vật lý, tính chất hóa học? Vàng nóng chảy ở 1064 độ C. Đây là tính chất vật lý. Dầu diesel cháy trong động cơ xe tải, chất cháy được là tính chất hóa học. Chiếc thuyền sắt bị rỉ sau một thời gian tiếp xúc với oxygen và hơi nước trong không khí. Chất sắt bị rỉ tức là đã bị biến đổi thành chất khác, nên đây là tính chất hóa học. Muối ăn là chất rắn tan được trong nước, đây là tính chất vật lý. Nước sôi ở 100 độ C, tính chất vật lý. Ở nhiệt độ phòng, khí nitrogen là chất khí không màu, không mùi, không vị. Đây là những thuộc tính của tính chất vật lý. Các kiến thức cần nhớ tiếp theo của chủ đề đó là các quá trình chuyển thể của chất. Các em phải nhớ được sự nóng chảy, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc và sự sôi. Thực chất tạo nên vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Ta cũng có thể phân loại vật sống và vật không sống. Nội dung tiếp theo là các em phải phân biệt được vật sống và vật không sống. Vật sống sẽ có các biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản. Còn vật không sống thì sẽ không có các biểu hiện sống như trên. Các em nhớ lại đặc điểm cơ bản của ba thể rắn lỏng khí, về sự liên kết, về hình dạng và khả năng bị nén của ba thể này. Vận dụng các kiến thức trong chủ đề, ta trả lời các câu hỏi. Câu số 24, ta thấy nước đá khi để ngoài trời nắng sẽ tan chảy. Quá trình chuyển thể này được gọi là gì? Đây là quá trình nóng chảy, chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Câu 25, ta thấy sương động trên lá cây vào lúc sáng sớm. Quá trình chuyển thể này được gọi là quá trình ngưng tụ, chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. Lọ nước hoa để trong phòng, sau vài giây cả phòng đều có mùi thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí? Thể khí là một thể rất là dễ bay hơi. Đáp án A. Câu 27. Vật thể nhân tạo. Đáp án B. Chiếc thuyền.
Câu 28. Vật thể nào trong các vật thể sau là vật thể tự nhiên? Đáp án D, mặt trời. Câu 29. Ở nhiệt độ thường, trong điều kiện khô ráo, saccharose còn gọi là đường ăn ở thể là ở thể rắn. Đáp án A. Câu số 30. Cho dãy sau, thủy tinh, cây xanh, cây cầu, nitrogen, nước, calcium carbonate, số chất và vật thể trong dãy là. Chúng ta cùng phân tích. Thủy tinh được gọi là chất, cây xanh là vật thể, cây cầu là vật thể, nitrogen là chất, nước là chất, calcium carbonate là chất. Vậy sẽ có tất cả 4 chất và 2 vật thể. Đáp án A. Tương tự, ta làm bài tập, hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau. Bóng đèn điện được chế tạo từ thủy tinh, đồng, wolfram. Ta xác định bóng đèn điện là vật thể. Vậy các chất tạo nên bóng đèn điện là thủy tinh, đồng và wolfram. Lưỡi dao làm bằng sắt, cán dao bằng nhựa. Vậy vật thể ở đây là dao. Và chất là sắt và nhựa. Không khí là hỗn hợp khí gồm oxygen, nitrogen, khí carbonic, v.v. Vật thể là không khí. Còn oxygen, nitrogen và khí carbonic là chất. Biển là vật thể. Nước và muối là chất. Khoai lang chứa nhiều vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, chất nhựa và các axit amin thì khoai lang là vật thể. Còn các vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, chất nhựa và các axit amin là chất. Câu F. Vật thể là trái cam, cơ thể. Còn chất là nước, vitamin C, đường glucose và chất xơ. Ở câu G thì vật thể là cây mía và củ cải đường. Trong cây mía và củ cải đường có chứa chất đường. Câu H. Vật thể là ly. Thì ly sẽ được cấu tạo từ chất là thủy tinh và nhựa. Câu trắc nghiệm tiếp theo. Quá trình nào sau đây không thể hiện tính chất hóa học của chất? Thì ta biết là tính chất hóa học của chất là chất đó có thể cháy được hoặc chất đó bị phân hủy. Ở đây, câu A, B, D là cơm, sắt và đường. Các chất này đã bị phân hủy, tạo thành chất khác. Nên đây là quá trình thể hiện tính chất hóa học của chất. Còn đáp án C không thể hiện tính chất hóa học của chất. Đáp án C là thể hiện tính chất vật lý của chất. Tiếp tục, các em sẽ ôn lại các kiến thức trong chủ đề 3. Tính chất vật lý và tầm quan trọng của oxygen. Thành phần của không khí và vai trò của không khí. Khi không khí bị ô nhiễm thì có các biểu hiện. Nguồn gây ô nhiễm và chất gây ô nhiễm là gì? Cần bảo vệ môi trường không khí và các biện pháp bảo vệ không khí như thế nào? Không khí ô nhiễm thông qua các biểu hiện như là mưa axit, băng tan, khiến cho mực nước biển dâng lên, gây nhiều bệnh nguy hiểm về da, mắt, về hệ hô hấp và gây suy giảm tầng ozone. Nguồn gây ô nhiễm có thể đến từ con người hoặc là tự nhiên. Để bảo vệ môi trường không khí, cần phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu chất gây ô nhiễm như xây dựng hệ thống xử lý khí thải, phân loại rác tại nguồn. Sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch thay thế cho than đá, dầu mỏ để giảm thiểu khí carbon monoxide và carbon dioxide khi đốt cháy. Trồng cây xanh, sử dụng phương tiện công cộng và không xả rác bừa bãi. Câu hỏi vận dụng. Khi đang ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm, em cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình? Việc em cần làm đó là đeo khẩu trang, đeo kính chắn bụi mỗi khi ra đường, sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ mắt mũi sau khi đi ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, ngủ và khi tiếp xúc với bộ phận khác trên cơ thể. Khi về nhà cần thay quần áo, tắm gội,
không ăn uống lề đường, chọn thực phẩm sạch, không bị nhiễm bệnh, hạn chế ra ngoài, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đóng kín các cửa khi cần thiết. Câu hỏi vận dụng tiếp theo. Gas là một chất rất dễ cháy. Khi khí gas bị rò rỉ, tiếp xúc với oxygen trong không khí ở nhiệt độ nhất định, nó sẽ trở thành một hỗn hợp có thể gây cháy nổ. Vậy, trong trường hợp đang nấu ăn mà vòi dẫn ga bị hở và phun ga ra, thì ta nên làm gì? Và khi đi học về, mở cửa nhà ra mà người thấy mùi ga, thì em nên làm gì? Các em lưu ý, khi vòi dẫn ga mà bị hở, thì cần bình tĩnh tránh xa ngọn lửa, vặn khóa van an toàn bình ga lại. Còn khi đi học về mà ta thấy mùi ga nồng nặc, thì các em phải làm gì? Chúng ta sẽ mở hết cửa để khí ga bay ra ngoài, khóa van an toàn ở bình ga, tuyệt đối không bật công tắc điện, không đánh lửa, báo cho người lớn để kiểm tra và sửa chữa trước khi sử dụng lại. Chúng ta nên làm gì sau khi sử dụng bếp ga để đảm bảo an toàn? Để sử dụng bếp ga đảm bảo an toàn, chúng ta cần khóa van an toàn sau khi sử dụng bếp ga để tránh trường hợp ga bị rò rỉ, gây cháy nổ. Tại sao nên để bình ga ở nơi thoáng khí? Nên để bình ga ở nơi thoáng khí để lỡ có rò rỉ ga thì khí ga cũng bay ra xa, làm loãng lượng ga trong không gian nhà bếp và tránh được nguy cơ cháy nổ. Câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo. Khi cho một que đóm còn tàn đỏ vào một lọ thủy tinh chứa khí oxygen, hiện tượng gì xảy ra? Hiện tượng xảy ra là tàn đỏ sẽ bùng cháy thành ngọn lửa. Vì oxygen duy trì sự cháy. Câu 33. Ứng dụng nào là quan trọng nhất của oxygen? Ứng dụng quan trọng nhất của oxygen đó là sự hô hấp và sự cháy. Oxygen không có ứng dụng nào sau đây. Đáp án B, chất khí trong bình chữa cháy. Vì oxygen là chất khí duy trì sự cháy nên không thể nào cho cái khí oxygen này vào bình chữa cháy được. Quá trình nào sau đây thải ra khí oxygen? Đó là quá trình quang hợp. Thành phần phần trăm của khí oxygen trong không khí chiếm bao nhiêu? Oxygen chiếm 21% trong thành phần không khí. Để tăng lượng oxygen trong không khí ta cần làm gì? Ta cần trồng cây gây rừng, đáp án D. Thành phần phần trăm của khí nitrogen trong không khí là bao nhiêu? Đáp án B, 78% khí nitrogen. Nguyên tắc dập tắt sự cháy là gì? Đó là chúng ta sẽ hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy và cách ly chất cháy với oxygen. Em hãy chọn phương án dùng để dập tắt ngọn lửa xăng dầu. Trong các phương án sau, các em sẽ dùng vải dày hoặc cát phủ lên ngọn lửa để cách ly chất cháy với oxygen. Ở chủ đề 4 này, các em phải phân biệt được vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu và lương thực thực phẩm. Biết được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu thông dụng. Biết cách sử dụng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và biết cách bảo quản chúng. Hướng dẫn trả lời câu 41. Vật liệu nào được sử dụng làm lõi dây dẫn điện? Vật liệu được sử dụng làm lõi dây dẫn điện đó là nhôm. Vì tính dẫn điện tốt của nhôm cho nên nhôm được sử dụng làm lõi dây dẫn điện. Ngoài ra kim loại đồng cũng được sử dụng làm lõi dây dẫn điện vì đây là một vật liệu dẫn điện rất tốt. Trong các chất sau đây, chất nào không được gọi là nhiên liệu? Nhiên liệu phải là chất đốt, có khả năng cháy và tỏa ra nhiều nhiệt và ánh sáng, thì ở đây đồng không được gọi là nhiên liệu. Trong các chất sau đây, chất nào được gọi là nhiên liệu? Đáp án A, dầu. Dầu là nhiên liệu vì dầu là chất đốt, tỏa ra rất nhiều nhiệt. Khi dùng cát để sản xuất thủy tinh, thì người ta sẽ gọi cát là nguyên liệu. Vì cát là vật liệu thô, vật liệu có sẵn trong tự nhiên. Khi dùng thủy tinh để tạo ra chiếc bình hoa, thì người ta sẽ gọi thủy tinh là vật liệu. Vì thủy tinh là cái nguyên liệu ban đầu đem đi chế tạo hoặc sản xuất ra một cái sản phẩm, đó là bình hoa,
thì được gọi là vật liệu. Cao su có những tính chất gì? Chọn đáp án A. Cao su có tính đàn hồi tốt, ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh, tính cách nhiệt, cách điện, không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác. Kim loại có những tính chất gì? Ta chọn đáp án C. Kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn và bị rỉ. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein chất đạm nhất? Protein chứa nhiều nhất trong thịt. Đáp án C. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều tinh bột nhất? Đáp án A. Gạo là thực phẩm chứa nhiều tinh bột nhất. Các em coi lại các nội dung kiến thức và các bài tập vừa rồi để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Chúc các em ôn tập tốt!